First of all, I would like to say good morning, everyone. And I would like to welcome each one of you to the virtual celebration of the Vietnamese American Day, or in all the work in Vietnam, Vietnamese, we call Our Lady of Lava. The celebration is hosted by the Office of Ethnic Ministry in the Diocese of Charleston. And my name is Michael Chuan. I am assistant director for the office, and today it will be my great honor and privilege to be your host. And normally the celebration will be held in the in-person event yearly at the various location in the diocese in the month of May. At the month of May is the month to we devote to the Blessed Virgin Mary. So due to the COVID-19 pandemic, we are not able to hold the celebration in person, but with the help of the technology, we are able to hold a small scale celebration on Zoom today. Present here with me today, we regret that we cannot have Miss Kathleen Merritt, Director of Office of Ethnic Ministry, because her brother just passed away 2 days ago. And so we just pray for her and her family during this difficult time. Next, I would like to introduce to you some of our our presenter for today's rosary celebration. I would like to introduce to you Mr. and Mrs. Truyen Nguyen from Rock Hill. You see on the screen, and I would like to also introduce to you Mrs. Kathy Smuts. She is the director of the Family Life. Can you just, I'm sorry, can you just say something, welcome, so everyone know that who you are. Okay. Welcome to everyone. Yes, may God bless this occasion where we can give great honor to our Blessed Mother. Thank you. And we also have Mrs. Nga Pham from Charleston. Chị Nga, chị có thể chào đón mọi người. Hi everybody. Chào tất cả mọi người. And we also have Mr. and Mrs. Caradang from the Filipino community. They very happy to join us today for the rosary. Mr. Caradang, can you just say hello to everybody? Yes. Hello everyone. And thank you for the invitation to join you today. It's a great honor for us too. Yeah. I really like your outfit. Can you just say something about that? This is our Filipino costume, the Barong Tagalog and the Filipina dress. Made of pina. Made of pina cloth. Welcome. Thank you. Thank you. Very beautiful. Thank you. I would like to also welcome the Vu family from Greenville. Can the Vu family just say something? How welcome to them. Chào tất cả mọi người. Yeah. All right. Thank you. And we also would like to welcome Sister Roberta Putin from very far away, huh, Sister? Buffalo. Yes. And can Sister just say something? Sister Hello Roberta. To all of you. I am so honored to be part of this celebration, and
I'm here in Buffalo, but closer than you think, Buffalo, New York. But this is Michael to include me in this special day, Our Lady of Lavang. So thank you for letting me be part of the day. Finally, I would like to welcome Mr. Huyen Nguyen and Hang Vu from Myrtle Beach. And especially today, you will hear the beautiful voice and beautiful music from both of them. Xin chị Huyen and chị Hang có thể say một vài vài lời. Mở unmute chị mở nút mute unmute. Dạ con xin chào cộng đoàn và tất cả mọi người. Hello everyone. Thank you for having us over here. Thank you chị. Thank you chị. Rồi. So so I am very grateful that we have the people from five different Vietnamese community to be present here. You know that we have five different Vietnamese community in the Diocese of Charleston. So let me get back to the program today. Now I would like to go over with you the agenda for today's celebration. The agenda for today's celebration is we just do the part that the participant introduction, and we welcome the our audience out there to join us. Audience out there, Mr. Nhung Lê just joined in. Welcome, and we will have an opening prayer, and I will do the welcome instead of Catholic marriage, and then we will do the rosary. This is the multi-language rosary, and then we will have the litany of the Blessed Virgin Mary, the music selection, and then I will show you the pictorial exhibit project that our office have done, and we will have some fun. We do have some trivia question about our Blessed Mother, and then at 12 noon, I will live stream the solemn mass from our little Lavang church that Father David will celebrate the special the mass to dedicate our Lady of Lavang today. So that's basically what will be happening today. Just to refresh the memory of the Vietnamese audience out there. Quý vị Việt Nam, chúng ta thấy cái tấm hình ở bên tay phải của màn hình. In the picture, you see the procession in 2017 at Our Lady of Lavang with the Vietnamese woman dressed in a light blue, carry the statue of Mary, known as Our Lady of Lavang. And the procession is prior to the mass. And when the procession is complete, the statue will be placed in the front of the sanctuary during the mass. So usually the in-person event, we have procession, the solemn mass, and reception. But today, we still affected by the pandemic, so we will have the rosary praying, and we see the mass online. Okay, to start our celebration today, I would like to invite everyone to pray with me the Our Lady of Lavang prayer in Vietnamese. So mọi người cũng ta nhìn lên trên màn hình ha. Xin quý anh chị người Việt á, chị mình unmute unmute xong mình đọc chung với nhau nhé. So we pray together in Vietnamese. So Our Lady of Lavang referred to a reported Marian apparition at the time when the Vietnamese Catholics were persecuted and killed in Vietnam during the 1789. So now I would like to everyone to just pray with me the prayer Our Lady of Lavang. Mình sẽ đọc bằng tiếng Việt nha anh chị ha. Mời chị nghe, chị khuyên rồi Quân, mọi người chúng ta cùng đọc nhé. Mình bắt đầu. Lạy mẹ Maria Thánh Lavang, đầy ơn phước ngài bản hào quang muôn hàng thần thánh không ai sánh bằng, được Chúa Trời đã nói thương mẹ, tinh quyền thánh thiện, tinh tấn cứu độ muôn loài, mẹ đã chọn Lavang mà hiện đến cứu
Tổ tiên chúng con lương giao giữa thời loạn ly loạn cấm cắt khôn kho trăm bề. Từ ấy có chân các mẹ bước đến vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh kẻ yêu phiền. Nào ai cầu thân thà mẹ không nhầm lời. Lạy mẹ Maria, thánh màu la vang. Mẹ là thánh màu Chúa trời, cùng là thánh màu loài người chúng con. Tôi xin xuống phước hài hòa, xoay thương con cái thiết tha phan mẹ. Xin cho chúng con ấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau người đàn năng minh tình thương và tư sắc. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống sống đất mặt đầy lòng thấy chân và sau cuộc đời này. Xin cho chúng con được và sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Okay, I would like to on behalf of the Kathleen marriage, I would like to welcome everyone to the celebration of Our Lady of La Vang. As you know, the Vietnamese Catholics in our diocese annually celebrate two cultural and religious diocesan events. The Vietnamese Marian celebration, right, in May attract the Vietnamese Catholic from different community like Greenville, Rock Hill, Columbia, Charleston, and Martyr Beach. And then the second event is a celebration of 117 Vietnamese martyr in November. We also, the Vietnamese community also have the Diocesan Vietnamese Leadership Advisory Board for our office. They meet once a year to plan the evangelization event and activities. Beside that, I just want to tell you that beside the Vietnamese community ministry in our diocese, we also had a Filipino Catholic community who celebrates their cultural event, Advent tradition, which is called Simbai Gambi, during the Advent season. Each year, we also had a Korean Catholic community as well. Talking about the Vietnamese ministry, we are blessed to have the Franciscan priest, Father David Phan, to minister the Vietnamese Catholic in our diocese. And recently, we also have Father Louis Pham from the Oratory Order in Rock Hill to minister the Vietnamese community up there. Currently, you can see that the Vietnamese ministry have flourished in our diocese. We have the mass at the different parish in our diocese. We have the mass at St. Thomas the Apostle in North Carolina. In North Carolina, we had offered the mass in Vietnamese twice a month. We have the mass every weekend at St. Martin the Porres, Vietnamese mass at St. Martin the Porres in Colombia. We have the mass at St. Andrew in Martyr Beach. And of course, we had a mass every mass on Saturday at St. Anne in Rock Hill, and especially in the Greenville area. Greenville area is we had the most populated Vietnamese Catholic here. So we are blessed to have the creation of Our Lady of La Vang Paris in 2016. The creation of the Our Lady of La Vang Paris is a very significant milestone in our diocese and in the history of the Vietnamese ministry in South Carolina. The Our Lady of La Vang, you know that in Rhea, located in Rhea, South Carolina, offer the Sunday Mass and daily Mass in Vietnamese. And right now, currently, Father David Phan, he celebrating three masses today
one at 8:30, one at 10, and one at 12 noon. And you will see that him at 12 noon when we at the end of this celebration. You know that because the Vietnamese Catholic feel that it's important to pass on the richness of Vietnamese culture and language to their children. So you see that at Our Lady of La Vang Paris, the Vietnamese youth participate in the Vietnamese language and culture program at the Paris. Yet the final notes that Our Lady of La Vang Paris have been the host of the celebration of Our Lady of La Vang, a celebration which we celebrate today since it was established in 2016. So that means have been almost 4 years, you know, have been Our Lady of La Vang have been the place for the celebration of the diocesan celebration for all the Vietnamese Catholic to gather to celebrate Our Lady of La Vang. So that basically, I just welcome everyone today. It's the celebration. Now I would like to start the celebrate the rosary. Just want to give you some household, you know, tips before. Since this is the webinar, we had the audience out there. And then we have also have the presenter today. And then since I just say at the beginning that we will have the multi-language today when we do the rosary. Its presenter will pray the rosary in their own language, and the response, you know, the Hail Mary will be in two parts, but the response will be there in their own language as well. So for example, if that the presenter pray the rosary in English, the response will be in English. And if the presenter pray the rosary in Vietnamese, the response will be in Vietnamese. So I hope everyone join us in spirit. And since this is the webinar, so you can see what we are doing, but we cannot see you and hear you. But I hope you can pray with us in spirit. Just a flip about Our Lady of La Vang story. You know, during the 1798, fearing the spread of the Catholicism, the Cảnh Thịnh Empire restricted the practice of faith in Vietnam. Soon after, the empire issued the anti-Catholic edict, resulting in persecution. So many people sought refuge in the rainforest of La Vang in Quảng Trị province, Vietnam, and many became ill. While hiding in the jungle, the small community gathered every night at the foot of a tree to pray the rosary. So one night, an apparition espied them in the branches of the tree, a lady of fear, and wearing a traditional Vietnamese áo dài dress and holding a child in her arm with two angels beside her. So the people presented their interpreted that the vision as the Virgin Mary and the infant Jesus Christ. And they said that Our Lady comforted them and told them to boil leaves from the tree for the medicine to cure the illness. Legend stated that the term La Vang, L-A-V-A-N-G, was the deprivative of the Vietnamese word meaning out, crying out loud, you know. So in 1802, Catholics, Vietnamese Catholics, returned to their village and passing on the story of the apparition in the La Vang and its message. And so at the story of the apparition spread, many came to pray at this site and to offer incense. So today, the tradition continue in Vietnam and places where the Vietnamese had resettled. So this is, at the Vietnamese American here, we also celebrate Our Lady La Vang yearly. I just told you in the month of May, the month to dedicate to our
Mother Mary. So now I would like to turn over to Mr. and Mrs. Duyen Nguyen. We will start the rosary. Mr. Duyen Nguyen, can you turn on the sound? We cannot hear you. Bắt đầu đi chú. À, con nghe chưa? Rồi, nghe rồi ạ. Chú ơi. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tái xác xuống ngục. Ngày thứ ba nơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, Đức Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, nhưng chúng con cũng tha nợ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng con, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng có. Amen. Bắt đầu ngắm phải chưa? Yeah. Chờ mời chú, chúng ta sẽ bắt đầu we do the first glory. Chú cứ ngắm đi bằng tiếng Việt. Yeah. Năm xưa mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị nên, Cha thể hiện như trên trời. Xin Cha hãy cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng sẽ có nợ chúng con. Xin Cha hãy cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng sẽ có nợ chúng con.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Trang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước kia và bây giờ và có và đời đời chẳng có. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave. Ave Maria. The second glorious mystery, the Ascension. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, without end. Amen. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, tay xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay những hạt ngày này, và tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho mẹ chúng con xa chướng cám dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là đã có tội lỗi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội lỗi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội lỗi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đã có trước vô cùng và bây giờ và đừng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Và đời đời chẳng cùng. Amen. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. The fourth glorious mystery, the Assumption. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bagito ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ang inak na sa Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bagito ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng inak na sa Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng inak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng inak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng inak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng inak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo.
Bukod kang pinagpala sa bahay lahat, pinagpala ka naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, Panginoon Diyos, isma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa bahay lahat, pinagpala ka naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, Panginoon Diyos, isma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para nung unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Thứ năm thì dâm, Đức Chúa Trời thương Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thương cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chưa gian đầu, nhưng như cứu cho con sự được an em. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Tin mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội ngày nay và trong giờ phút này. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội ngày nay và trong giờ phút này. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 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 Này nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, đi được ngày, thân lấy mẹ. Chúng con trai mẹ ở chốn thật đầy kêu đến cùng bà. Chúng con nơi khóc lóc than thở kêu hoan bà thương. Hỡi ơi bà là Chúa bà chúng con xin đem thương tình chúng con đến sau cõi đời. Xin chúng con được thánh Chúa Giêsu con lòng bà thương bà. Ôi hoan thánh nhân thai, diệu thai, thánh Maria, Amen. I would like to invite chị Khuyên and Hằng. Mời chị Khuyên và chị Hằng. Chị có thể nói một vài lời về bài hát trước khi mà mình bắt đầu cái bài hát chị ha. Dạ, con xin mời cộng đoàn cùng chung với hợp ý hát bài Lạy Đức Mẹ La Vang. Bài này là mình hát kính cho lễ Đức Mẹ La Vang, mừng Đức Mẹ La Vang của mình. Nhạc và lời do Hoàng Vũ, hòa âm do Giao Kim. Xin cộng đoàn cùng hát chung với chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, con giờ đây kính dâng về mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang, con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là Trang Sư, là nữ vương mẫu thân của con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Thánh Maria, xin thương nhận lời. Lạy Đức Mẹ La Vang, dâng về mẹ lắng lo buồn phiền. Lạy Đức Mẹ La Vang, dâng lên mẹ lời kinh khấn nguyện. Con có mẹ sợ chi, dù con gặp bão nỗi khó khăn. Bên Đức Mẹ từ bi, nơi chỗ con sống vui ngại chi. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời.
Now I would like to invite Sister Roberta to lead the Loreto litanies or the litany of the Blessed Virgin Mary. Chúng ta mời Sister Roberta sẽ đọc kinh cầu Đức Mẹ bằng tiếng Anh. Thì xin quý vị chúng ta cùng hợp ý với Sister. Chúng ta sẽ respond bằng tiếng Anh nhé. Cái bài bằng màu trắng là chữ Have Mercy on Us hoặc Pray for Us, chúng ta sẽ respond cho nó đọc chung với Sister. Sister đang trả lời người lead. Now invite Sister. The Loreto Litanies. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Christ hear us. Christ generously, graciously hear us. God the Father. Father of the heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Holy Mother of God. Pray for us. Holy Virgin of Virgins. Pray for us. Mother of Christ. Pray for us. Mother of the Church. Pray for us. Mother of Mercy. Pray for us. Mother of Divine Grace. Pray for us. Mother of Hope. Pray for us. Mother Most Pure. Pray for us. Mother Most Chaste. Pray for us. Mother Inviolate. Pray for us. Mother Undefiled. Pray for us. Mother Most Amiable. Pray for us. Mother Admirable. Pray for us. Mother of Good Counsel. Pray for us. Mother of our Creator. Pray for us. Mother of our Savior. Pray for us. Virgin Most Prudent. Pray for us. Virgin Most Vulnerable. Pray for us. Virgin Most Renowned. Pray for us. Virgin Most Powerful. Pray for us. Virgin Most Merciful. Pray for us. Virgin Most Faithful. Pray for us. Mirror of Justice. Pray for us. Seed of Wisdom. Pray for us. Cause of our joy. Pray for us. Spiritual vessel. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Singular vessel of devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Tower of David. Pray for us. Tower of Ivory. Pray for us. House of Gold. Pray for us. Ark of the Covenant. Pray for us. Gate of Heaven. Pray for us. Morning Star. Pray for us. Health of the Sick. Pray for us. Refuge of Sinners. Pray for us. Solace of Migrants. Pray for us.
comfort of the afflicted. Pray for us. Help of Christians. Pray for us. Queen of angels. Pray for us. Queen of patriarchs. Pray for us. Queen of apostles and prophets. Pray for us. Queen of martyrs. Pray for us. Queen of confessors. Pray for us. Queen of virgins. Pray for us. Queen of all saints. Pray for us. Queen conceived without original sin. Pray for us. Queen assumed into heaven. Pray for us. Queen of the Most Holy Rosary. Pray for us. Queen of families. Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Lamb of God who takes away the sins of the world. Grace us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God. That we might be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, your servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever virgin, may be delivered from the present sorrow and obtain eternal joy through Christ our Lord. Amen. 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 Want to pray together the Pope Francis prayer to Virgin Mary for protection. Especially we pray for those who have been affected by the pandemic, and pray for everyone. Okay, let's pray together. Oh Mary, you always my path. As a sound of salvation and of hope. We enjoy ourselves to help us to the trial of tribulation. We might return to the will of the Father, and do as we are told by Jesus. Who has taken upon himself our sufferings and carried our sorrows to lead us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God. Do not withstand the entreaties of the who are in trial, but deliver us from every danger. O glorious and blessed Virgin. Now I would like to just present to you the Pictorial exhibit that some of you might have seen at our last year Vietnamese Martyrs celebration in November. I would like to present to you again. You know that the history of Vietnamese Catholics in our diocese started in 1977 when Bishop Unterkofler
welcome the late refugee Vietnamese Catholic and the first Vietnamese priest to the diocese. Since then, the Vietnamese ministry has continued to mature and flourish as refugees settle into their new homes. Nowadays, you can see that we have five different Vietnamese communities in South Carolina, along with the creation of Our Lady of La Vang, Quang Sai Parish in 2016. So I would like to just show you the video about the picture that you've seen, maybe in the one is in the past and also in the present as well. And I would like to start, you know, the video. You can see that with the Our Lady Lava, Quang Sai Parish, the reaction. You see the overview of the Our Lady La Vang of Paris on the outside. The picture taken in 2005 at the Vietnamese pub, dedicated to our mother in Rhea. At that time, Bishop Baker blessed the pub in October 2005. Thank you.
Thank you, everyone. I just want to say that the Pictorial exhibit is just an ongoing project. So I would encourage everyone in different community, just if you have any picture, own picture, black and white, it's better, you know, related to Vietnamese Catholics in Dao Diocese, please send them to us. Okay, so now just want to get back to our celebration. All right. I think we about time to have the Vietnamese Mass at Our Lady of La Vang, but I will just want to test your knowledge a little bit about some of the question about our Mother Mary. Okay, and so you can see on the screen. All right. Look at the question. It will be in bilingual Vietnamese and English. Just take a guess. Voted which one? I don't know who's vote for, but who do you will pick? But you pick. Go ahead and pick which one you think that's the correct answer. All right, we have three. All right, go ahead, audience. The audience out there. Tất cả quý vị ông bà ở ngoài cũng bà đang coi đó, chúng ta có thể tham gia vào cái câu hỏi hay kêu là chiba question đó. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi đó. Cứ ấn vào cái trên màn hình của quý ông bà anh chị em có thấy cái màn hình đó, mình trả lời câu hỏi đó, mình có thể trả lời có cái câu hỏi nào là câu hỏi đúng. And okay, we have 50%, rồi 7 người rồi. Cố gắng cô quý ông bà chị em ngoài ngoài audience đang coi đó, chúng ta vẫn tiếp tục có thể tham gia vào cái câu hỏi trả lời. Ok, nào mình sẽ end cái câu hỏi thứ nhất nha. Okay, and I would like to share you the result. It seems like everyone answered correctly. Mary greeted by Saint Gabriel, the archangel, to announce the birth of the Son of God. What was her reply to this greeting? Oh, be it done unto me according to your word. Right? So that's correct one. Okay. Now let's do the second. Do the second poll. Okay. Câu hỏi thứ hai nha. Câu hỏi thứ hai, quý vị coi câu hỏi thứ hai nha. All right, this is the question. Which of the following titles have been applied by the Roman Catholic Church to the Blessed Virgin Mary? Tiếng Việt là danh hiệu nào sau đây được Đức Giáo hội Công giáo áp dụng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria? Chúng ta có hai người rồi, hai người đã trả lời rồi. Quý vị cứ trả lời coi cái câu hỏi trả lời sẽ là đúng. First one, New Eve, the first saint or the original Eve, the high get of angels. Ok, có bốn người được trả lời rồi. Câu nào quý vị cứ thấy có màn hình nó hiện lên, quý vị tay ấn vô cái câu trả lời ha. Không có sao hết, đúng hay sai không có sao hết nha. Không ai biết tên của mình đâu. Quý vị cứ guess. Take a guess, chứ chọn thử coi, đoán coi câu trả lời nào là câu luật. Angel. Ok. Danh hiệu nào sau đây đã được Giáo hội Công giáo áp dụng cho Đức Mẹ Đồng Trinh Maria? Rồi. 5 more second nha, 5 second nữa nha. Ok, bây giờ mình end nha, coi. Ok. So there one, Sister Roberta, can I ask which one will be the correct answer, Sister? I think it's the 80% there, the New Eve. Yes, it's the New Eve. That's correct. Thank you, Sister. The New Eve. All right. That's the correct answer for this. All right. Let's do the next one. Cái này khó hơn chút xíu nha, quý vị. All right. To whom this the Virgin Mary state? I am the Immaculate Conception. Cái này dễ mà, quý vị biết ha. Đức Trinh Nữ Maria đã tuyên bố ta là đấng vô nhiễm nguyên thủy cho ai? Right, let's vote quý vị. Let's vote.
Rồi. Có ai guess được không? Có ai đoán được nữa không? Dạ. Rồi. Ok. Ruby. Yeah. Benedict, right? Saint Benedict. All right. Now I would like to stop this, and I want to transfer you to the